Hello, xin chào chị các bạn. Hồi nãy mới quay X201 xong, giờ hứng hứng quay tiếp 2K1100. Đó, đây là máy đẹp nha. Đầu này nè. Đó. Rồi, ok. Nó bao gồm máy, pin sạc nha anh chị. Cục sạc chui lớn. Đó, sạc ở trong này là vậy. Pin 5C. Đây. Đây quay ngoại hình đầu tiên. Nè. Đó, thì bỏ zin nguyên cây nha. Em mà dạo này ít có bán vỏ lô lắm, cho nên đừng có hỏi là zin không, còn zin không. Đó. Cái này bỏ sim sẵn rồi, bỏ nguồn thử luôn. Tại quay có bằng tay rồi, gắn sẵn luôn. Đó, bỏ sim có sống liền. Bị níu nữa. Ôi trời ơi, lâu lâu gáp ra quay chơi thôi mà cũng pin yếu nữa. Rồi, thì pin yếu tiếp. Đó, mấy con này là nguyên một cây. Nước ngoài đem về là em chưa về đến Việt. Để coi có chạy chưa không biết. Đó, anh nào ở xa muốn mua thì cứ báo em chạy đến Việt em gửi luôn nha. Có đèn pin. Đó, nhấp hai cái C là đèn pin. Nói chung là ngoại hình đẹp. Đó. Như nhau. Anh nào cứ mua rồi cứ đấy thôi. Mấy bữa trước em quay ra màu cam nó bán rồi. Hôm qua em định quay thêm con màu vàng nữa mà anh kia tới tiệm coi lấy luôn rồi. Thì hôm nay rảnh rảnh thấy tủ còn hai cây đen thôi, coi ở đó anh nào mua tranh thủ đi nha. Nãy mới quay cái X201 á, bán hai cây rồi đó. Để xác hướng dẫn, xác hướng dẫn rồi. Ok, chỉ cần em giải việc xong anh chị về bỏ sim mà xài thôi nha, không suy nghĩ gì hết. Rồi, ok. Cảm ơn anh chị xem clip nha.